Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo đây là bài nghĩ về quyền ca. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi bổn nghĩ cạn diệt quyền ca. Muốn vứt cho dòng bề ái hà. Khóa bức tường mây nhìn dáng vật. Ngạc gì trương lộ lắp đèn pha. Lối đôi quá trầm trong đường thẳng. Chế nại khó quá nẻo cập xa. Một bước leo bờ mà khỏi ơi khổ. Nam nhân chỉ chi hỏi đâu là đâu là ai quắc với yêu đời phổ cứu cho rồi mới thành thời trời nam xót ruột trời con nghi đỏ đất bất lòng lan nói thầm lời cố tưởng người chẳng 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 đối tình sâu dân sự sự xa về. Dòng tiếng mở mắt nhìn thi phú. Hẹp mặt tớ thầy sẽ nghĩ ngơi. Thăm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời. Một bầu nhị quý chẳng xa lời. Mến yêu quốc thủy tình đồng chung. Phải tính sao sống nỗi cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật.